Đó, hiện bây giờ mình đang đứng ở đường Mai Đăng Chơn các bạn này, đối diện chợ Nông Nước. Đây là một trong những cái chợ lớn của phường Hòa Hải. Sau lưng cái chợ này có một cái khu phố gọi là khu phố chợ Hòa Hải. Khu đó dân cư cũng rất là đông. Nếu như các bạn ở thì mình nghĩ ở khu này cũng rất là tốt. Nó nằm trong này các bạn này, đó. Dân cư nó đông, nó san sát với nhau ở rất là khỏe. Còn ở ngoài kia là nó có con đường view ra sông. Đây là đường Mai Đăng Chơn các bạn ạ. Đường Mai Đăng Chơn. Đây là cái view của đường Mai Đăng Chơn. Mặt tiền view mà có đoạn sông này các bạn này, là cũng giao cho tập đoàn Sun Group đó. Đây các bạn này đó. Đây là con sông Cổ Cò các bạn, đây. Đợt trước con sông này đã bị bồi lấp sau khi giao cho tập đoàn Sun Group. Người ta làm các bạn nhìn thấy rất là gọn gàng, đổ đất đai và cho phép họ khai thác cái quỹ đất. Vừa view ra sông mà đồng thời cũng vừa view qua đường Mai Đăng Chơn luôn. Còn bên kia là khu đô thị Nam Hòa Xuân, mình quay gửi đến với các bạn đó. Nó toàn bộ cái khu vực này các bạn biết ngày trước là nó bị bồi lấp hết trơn á, nó đều có rầu nạo vác hết, nhìn ra bây giờ nó rất là thoáng, rất là rộng, rất là đẹp. Sau này toàn bộ cái vạch này là được khai thác quỹ đất hết các bạn này, nó nhìn có view ra sông và view núi rất là đẹp. Tất nhiên đất view sông thì lúc nào nó cũng đắt hết trơn á, vì sông thì lúc nào nó ở thoáng mát. Ở bên kia thì bây giờ người ta cũng đang làm một con đường chạy ven ven sông các bạn. Dự án kia là dự án ngân sách nhà nước. Khơi thông Cổ Cò là thuộc ngân sách của nhà nước. Đó, con đường và vỉa hè cơ bản cũng làm xong hết rồi các bạn này. Đã lát vỉa hè này, đường xá ngon lành hết trơn rồi, cây xanh cũng trồng hết rồi, điện là điện âm hết đó. Mình chưa rõ là có sổ hay là chưa, những lô ở vị trí như thế này thì được biết là tập đoàn cũng chưa có mở bán. Để đi qua khu đô thị Nam Hòa Xuân thì ở xa xa kia có một cái cầu đó, một tí mình sẽ về bằng cái cầu kia. Hoặc là chỗ này nó có con đường đất các bạn này. À, chỗ này nó có con đường đất. Con đường này là con đường tạm để người ta thi công thôi. Sau này họ sẽ múc và người ta sẽ khơi thông dòng sông này. Chứ hoàn toàn không có con đường này đâu các bạn này. Đó. Con đường này là để người ta chở đất sang người ta lấp ở bên kia thôi. Qua bên này là khu đô thị Nam Hòa Xuân. Những mà lắp gần gần đây là họ đã mở bán rồi, có người về làm nhà ở đây rồi. Ở dưới này mở bán được 4 năm mà lắp gì đó rồi, còn những cái khu mà đẹp nhất là nằm ở công viên thì mình thấy chưa mở bán.
Thì bây giờ đã có người về đây làm nhà rồi nè, đó, lót đất mình đếm khoảng được được 5 hộ gì đó. Đây là công viên của khu đô thị Nam Hòa Xuân. Đoạn này người ta gọi là khu Đầm Sen đây. Đoạn này mình qua chắc bạn cũng khá là nhiều lần rồi đó. Để ngày hôm nay ngày nghỉ qua gửi đến với bạn coi thử có ai đi khảo sát giá cả gì hay là không. Thông thường đất đai nó xấu, mình thất bại là giờ này mình đi là gặp rất là nhiều người họ đi khảo sát đất cát. Mình đi như thế này thì các bạn thấy không? Cũng rất là vắng người. Buổi chiều thì dân toàn bộ khu vực này họ tập trung về công viên này, người ta vui chơi các bạn ạ. Công viên này nó rất là rộng và rất là thoáng. View quanh sông kia rất là tuyệt vời luôn, rất là mát. Ở đã lắm. Toàn bộ khu này đường nhỏ nhất là đường 7 Bắc Nam. Đường 7 Bắc Nam thì giá tầm tầm có lô dưới 3 tỷ cũng có các bạn ạ. Lô nào đẹp đẹp thì trên 3 tỷ một tí, còn lô bình thường thì nó rơi vào khoảng 2 tỷ 7 hay 8 gì đó. Đây là con đường view sông rất đẹp các bạn. Các bạn này nhìn nè. Đoạn này các bạn thấy là người ta trồng hoa vàng này, có những hàng dừa này. Con sông Cổ Cò nhìn rất là đẹp. Sau này những cái lô view sông này là những lô biệt thự hết á. Có tiền mà mua những lô biệt thự này ở rất là sướng. Nhìn ra sông rất là mát. Đó, buổi chiều nhìn ra sông thấy nhiều người đi những chiếc thuyền nhỏ nhỏ các bạn này, nhìn cũng rất là dễ thương, rất là đẹp. Còn bên kia là khu Hoàng Trà. Tập đoàn cơ bản cũng đã đổ đổ đất xong mấy rồi, mình thấy đang xây dựng hạ tầng, tầm tầm khoảng 5 đi nữa là xong thôi. Như vậy là các khu đô thị của tập đoàn Sungroup á, mình thấy họ vẫn đang tiếp tục thi công chứ không có dừng hẳn như một số tập đoàn khác. Một số nơi mình đi thì mình thấy tình hình tài chính khó khăn quá thì họ cũng đã dừng thi công, nhưng mà riêng tập đoàn Sungroup này mình thấy họ thi công cũng rất là tốt các bạn. Trong 3 năm dịch á, trong khi các nơi khác người ta nghỉ thì riêng cái khu đô thị Nam Hòa Xuân này người ta làm đường làm xá hết ngon lành luôn. Ví dụ như con đường này cũng đã được láng nhựa này, rồi vỉa hè cũng đã làm tươm tất, cây xanh cũng đã trồng, đèn chiếu sáng cũng lắp đặt hết đầu đáy rồi. Còn vỉa hè những cái hàng hoa là các bạn thấy là người ta cũng đã trồng làm rất là tươm tất. Còn những khu đô thị mới đang đổ đất thì họ vẫn tiếp tục người ta đổ, hạ tầng thì vẫn tiếp tục làm, chứng tỏ là cái tình hình tài chính của tập đoàn Sun Group rất là tốt. Mình chưa nghe khách hàng kiện cáo về liên quan đến đất cát của tập đoàn Sun Group. Tập đoàn người ta làm rất là uy tín các bạn. Đó, mình đi nãy giờ chỉ có một chiếc ô tô chạy qua mặt của chúng ta thôi chứ còn nãy giờ không thấy. Ở gần sông nó cũng có một cái hai, muốn thư giãn là chiều chiều ra câu cá, thứ bảy chủ nhật rảnh rảnh ra câu cá cũng rất là hay. Chỗ này có những cái quan hoàng môi giới mà mình thấy anh đây cũng đóng cửa mà nè, đó
văn phòng môi giới mình thấy đóng cửa ấy. À, nghĩ thông thường là những ngày anh em môi giới tranh thủ mở cửa, nhưng mình đi thì cũng chẳng có văn phòng nào mở hết, trừ những cái văn phòng lớn thôi, hoặc là những cái văn phòng nào mà họ lấy nhà họ làm văn phòng luôn thì họ mở. Rồi ngày hôm nay đi có việc, tranh thủ quay gửi đến các bạn một số hình ảnh về khu đô thị Nam Mà Xuân và cập nhật tình hình giá cả, gửi đến với các bạn như vậy thôi. Ba chào các bạn ạ.